À, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình giải đáp một thắc mắc của bạn Thanh Nguyễn. Bạn hỏi rằng thầy ơi chỉ giúp tìm hiệu nè. Tìm hiệu chính là thích chân nha các bạn. Số lớn nhất có 3 chữ số nè, có tổng 3 chữ số bằng 10, 17. Và số nhỏ nhất nè có 3 chữ số và tổng của nó bằng bằng 9. Thì thứ nhất các bạn phải biết số có 3 chữ số là gì. Ví dụ này 1, 7, 8. Thì đây chính là số có 3 chữ số. Thì cách thứ nhất đó là các bạn đếm từ phải sang trái 1, 2, 3. Cách thứ hai đó là các bạn dựa vào số hàng cũng từ phải sang trái, gồm hàng đơn, đơn vị, hàng chục, hàng hàng trăm. Vậy số có 3 chữ số phải đảm bảo gồm hàng đơn vị, hàng chục và hàng hàng trăm. Ok chưa? Rồi, để giải quyết bài này các bạn cần nhớ thêm một kiến thức, đó là mọi số trên thế gian các bạn đều được tạo bởi không nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, 7 nè, 8 và 9. Và cái dãy số này được sắp xếp từ bé đến lớn. Ý nói 1 lớn hơn 0, 2 lớn hơn 1, vân vân và vân vân. Vậy trong dãy số này, số 0 chính là số bé nhất. Số 9 chính là số lớn nhất trong cái dãy số này thôi nha các bạn. Số lớn nhất. Rồi bắt đầu mình tìm số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng bằng 17. Số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 10, 17 là số nào? Thì số có 3 chữ số nè, gồm hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, được chưa? Thì để tìm số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng cái chữ số bằng 17 thì các bạn làm từ tay trái sang tay phải. Vậy hàng trăm trước, thì các bạn nhớ mỗi hàng các bạn chỉ điền được một chữ số từ 0 đến 9 mà thôi. Vậy số lớn nhất có thể là số mấy ạ? Số 9. Ok chưa ạ? Mà mình có tổng bằng bao nhiêu ạ? 17. Vậy các bạn lấy 17 trừ 9 còn mấy ạ? Còn 8. Vậy hàng chục và hàng đơn vị tối đa chỉ còn có 8 thôi. Vậy cái số lớn nhất tiếp theo mình có thể là số 8. Vậy các bạn lấy trừ 8 nữa ra mấy ạ? Ra 0. Vậy số này là số 0. Vậy số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng bằng 17 chính là 980. Tương tự các bạn sẽ tìm ra số bé nhất có 3 chữ số mà tổng bằng bao nhiêu ạ? Đề bài cho bằng 9. Rồi thì cũng các bạn làm từ thứ nhất các bạn phải nhớ một điều, số có 3 chữ số thì cái hàng trăm của mình nè, hàng trăm phải khác đi số 0, là bỏ đi số 0. Vậy các bạn hãy lấy hàng trăm trước giúp lợi. Nghe kịp chưa ạ? Đối với số có 3 chữ số thì hàng trăm phải khác 0. Nên cái số bé nhất có thể chính là số mấy ạ? Số 1. Được chưa ạ? Các bạn lấy hàng trăm trước. Sau đó các bạn hãy làm từ hàng đơn vị ở từ phải sang trái. Khi chính mà mình lấy ghi mấy rồi ạ? Lấy ghi mấy ạ? 1. Vậy còn mấy ạ? Còn 8. Rồi, vậy các bạn hãy lấy hàng đơn vị số càng lớn là càng tốt. Mình còn 8. Vậy số lớn nhất có thể chính là số 8. Vậy đây là số 0. Vậy số bé nhất có 3 chữ số mà tổng bằng 9 chính là 1, 0, 8. Rồi các bạn chỉ cần lấy hiệu 980 trừ đi 108 thì các bạn sẽ ra được kết quả của bài toán trên. Rồi
Thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.